chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là làm thế nào để khiến cho anh ấy nhớ các bạn một cách phát điên. Các bạn thân mến, khi nói về nhớ phát điên, nó là những cái cảm xúc rất là cao trào, rất là thăng hoa trong tình yêu giữa nam và nữ. Là một tình cảm rất là thiêng liêng, mà khi mà chúng ta biết cách chúng ta có thể kích hoạt được cái cảm xúc dâng trào đó, cao trào đó trong tình yêu, chúng ta gọi đó là phát điên vì tình yêu. Cũng giống như rất nhiều cô gái khi nhắn tin cho mình ấy, thì có nói là em nhớ anh ấy quá, em nhớ anh ấy đến độ phát điên lên được, em không thể khống chế được bản thân mình, em muốn nhắn tin cho anh ấy, em muốn có kết nối với anh ấy. Đấy, cũng giống như cái cảm giác phát điên vì yêu anh ấy, vì nhớ anh ấy của bạn ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm cách để làm sao khiến cho người đàn ông cũng sẽ nhớ các bạn và yêu các bạn đến độ phát điên như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhé. Cái cách đầu tiên và tuyệt đối cực kỳ quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải biết, đó chính là hãy khiến anh ấy phụ thuộc vào bạn. Các bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là làm thế nào để anh ấy phụ thuộc vào mình, đúng không? Bây giờ để các bạn có thể hiểu kỹ hơn về cái bản chất thì mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao các bạn lại nhớ anh ấy một cách phát điên, tại sao các bạn lại phụ thuộc vào anh ấy, để rồi chúng ta cũng sẽ có một cái cơ sở, cái nền tảng để chúng ta biết là làm thế nào để anh ấy cũng nhớ mình phát điên như thế. Mình lấy cho các bạn một cái ví dụ như này nhá. Khi mà các bạn bị lạnh nhạt, đúng không? Rất nhiều bạn trong chúng ta bị lạnh nhạt. Các bạn cảm thấy buồn. Các bạn cảm thấy rằng, ôi tại sao lâu dần anh ấy lại lạnh nhạt với mình như thế? Mình nhớ anh ấy quá. Mình muốn anh ấy nhiệt tình với mình như xưa, đúng không? Tại sao các bạn lại có cái cảm giác nhớ đến độ cồn cào như thế? Tại sao lại nhớ anh ấy cồn cào như thế? Tại sao lại muốn kết nối với anh ấy như thế? Lý do là bởi vì trước đây các bạn đã từng được yêu, từng được quan tâm và từng được nhiệt tình rất nhiều. Chính cái sự việc từng đó, những cái thứ mà các bạn từng có đó, nó khiến cho các bạn bị phụ thuộc. Bởi vì mình đã từng có cái đó, mình không bao giờ muốn mất những cái điều tuyệt vời đã từng xảy đến với mình mà. Cho nên khi mà một người đàn ông trước đây từng nhiệt tình với các bạn, từng quan tâm các bạn rất nhiều, bây giờ người ta nhạt đi, người ta không quan tâm mình nhiều như thế, mình không còn là quan trọng với người ta nhiều như thế, bắt đầu chúng ta cảm thấy hụt hẫng, bắt đầu chúng ta cảm thấy như dần dần chúng ta mất đi một cái gì đó rất tuyệt vời nó thuộc về mình. Cái phản ứng rất tự nhiên là chúng ta phải níu, phải giữ. Và nếu không có được thì thậm chí chúng ta không khống chế được bản thân và cứ muốn là mình phải nhắn tin thật nhiều làm sao để có thể quay lại. Nhưng mà với cái nỗ lực mà nó không đúng cách, nó lại khiến cho chúng ta đi ngược lại tác dụng. Mình nói như vậy để các bạn hiểu là tại sao các bạn nhớ anh ấy nhiều như thế. Và bây giờ chúng ta phải đảo ngược tình huống để anh ấy phải phụ thuộc vào bạn, chứ không phải bạn phụ thuộc vào anh ấy. Các bạn biết lý do tại sao các bạn phụ thuộc vào anh ấy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để khiến anh ấy phụ thuộc vào mình. Trước đây mình chỉ ở đó trông chờ được anh ấy quan tâm, được anh ấy nhiệt tình, được anh ấy tán tỉnh, được anh ấy chinh phục. Mình sung sướng với những cảm xúc đó. Bây giờ mình sẽ cho anh ấy có những cái điều đó, để anh ấy thấy được cái sự quan trọng của anh ấy, cái sự đặc biệt của anh ấy, và khiến cho anh ấy phụ thuộc vào những cái điều tốt đẹp mà bạn dành cho anh ấy. Mình lấy ví dụ nhá. Hãy khiến cho anh ấy có cảm giác rằng anh ấy là một người đàn ông rất đặc biệt, và chỉ có anh ấy mới có được cái sự quan tâm và cái sự đãi ngộ đặc biệt của các bạn thôi. Thì lâu dần với cái điều đó anh ấy sẽ bị phụ thuộc. Mình lấy ví dụ, khi anh ấy đau bụng, đúng không? Anh ấy kêu đau bụng. Bình thường các cô gái khác thì ôi anh đau bụng à, mình sẽ là người đến bên anh ấy, ôi anh đau bụng à, em xoa cho anh nhé. Cứ mỗi lần anh chỉ cần nói là anh đau bụng thôi, em xoa cho anh. Nó tạo nên một cái sự phụ thuộc nhẹ nhẹ. Tiếp theo, anh ấy cảm thấy ôi trong người khó chịu quá, anh ngứa chỗ này, ngứa chỗ kia, ôi em đưa tay ra gãi cho anh. Cái sự chiều chuộng đấy nó được thể hiện từ một tí tí nhỏ nhỏ như thế thôi. Dần dần anh ấy sẽ nhận ra rằng ôi không có ai có đủ cái sự quan tâm đến với mình từng ly từng tí một như thế. Anh ấy dần dần sẽ phụ thuộc vào bạn. Khi anh ấy bị đau đầu, anh ấy mệt mỏi, mình chạy ra mình dỗ dành anh ấy. Mình nói với anh ấy, ôi thương người yêu của em quá, ai mà lại dám làm cho người yêu của em đau đầu. Các bạn dỗ dành, các bạn dành cho anh ấy cái tình yêu thương mà ở ngoài kia không ai người ta có thể chi tiết như các bạn ấy. Với tất cả những cái chi tiết nhỏ nhỏ đấy thôi, cùng với thời gian người ta sẽ bị phụ thuộc vào đó. Người ta sẽ thấy rằng ôi không ai có thể quan tâm mình một cách đặc biệt như thế, không ai có thể quan tâm mình một cách chi tiết từng tí một như thế. Và đến một thời gian, ví dụ nhá, các bạn có quen có cái sự yêu thương, có sự chiều chuộng đấy của các bạn rồi, một thời gian sau người ta không có được cái điều đấy nữa. Ví dụ có các bạn có giận nhau hay gì đấy mà bạn không có cái sự yêu thương và sự chiều chuộng đấy của bạn, người ta sẽ nhớ. Mỗi lúc người ta đau đầu, người ta sẽ nhớ, ôi bình thường người yêu của mình sẽ chạy ra và xoa bóp cho mình, vừa nói những câu dỗ dành để cho mình đỡ buồn đấy, để cho mình đỡ đau hơn. Những cái lúc mà ví dụ người ta ngứa ngay trong người, người ta nghĩ là ôi những cái lúc trước ấy mình ngứa ngay như này, người yêu của mình đã ra và gãi cho mình rồi. Những lúc người ta dở trứng, người ta đau bụng một cái, người ta lại nghĩ là ôi nếu mà người yêu của mình ở đây thì mình đã có người để xoa bụng cho mình rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, những cái thứ nhỏ nhỏ đấy thôi nó sẽ khiến cho người đàn ông phụ thuộc vào các bạn.
Cho nên trong tình yêu đừng chỉ nghĩ là mình ngồi đấy mình chờ anh ấy chinh phục mình, mình ngồi đấy chờ anh ấy nhắn tin cho mình, mình ngồi đấy chờ anh ấy quan tâm đến mình. Đừng là một người mà để những cái sự yêu thương, những cái sự chiều chuộng của anh ấy khiến cho mình bị phụ thuộc vào anh ấy. Đương nhiên sẽ có, nhưng mà thay vì thế mình sẽ để cho anh ấy phụ thuộc vào mình. Từ đó anh ấy sẽ nhớ mình. Các bạn ạ, không có được cái sự quan tâm, cái sự yêu thương của mình, ở một lúc nào đó anh ấy sẽ phải nhớ mình đến cái độ phát điên như vậy. Cho nên hãy nhớ nhá, các bạn có thể dùng bất cứ cách nào để khiến cho mình có thể cống hiến cho người đàn ông cái thứ mà họ muốn. Ví dụ những cái ví dụ như mình nói với các bạn, nó chỉ là một phần trong đó thôi, chứ nó không phải là tất cả. Các bạn có thể dùng những cái câu khen ngợi anh ấy. Ví dụ là các bạn có thể khen ngợi anh ấy bằng cái cách ngoài kia không ai có thể nhìn thấy những cái điều tốt đẹp của anh ấy mà khen anh ấy cả. Thì anh ấy sẽ thấy là ôi cô gái này quá đặc biệt. Với cái sự quan tâm, với cái sự yêu thương, với những cái quan tâm đầy đủ đến cái tinh thần, về mặt tinh thần, cổ vũ động viên anh ấy, tất cả những điều đó nó khiến cho anh ấy cảm thấy rằng anh ấy là một người đàn ông rất đặc biệt và được quan tâm rất nhiều và được là quan trọng. Dần dần cùng với thời gian, tất cả cái đó nó khiến cho người đàn ông phụ thuộc vào bạn và người ta không rời xa được các bạn, bởi vì người ta không đi đâu để mà tìm được một người phụ nữ như thế. Các bạn hiểu không? Đấy, cho nên là đây chính là một trong những bí quyết cực kỳ quan trọng để các bạn sẽ khiến một người đàn ông phụ thuộc vào các bạn và từ đó nhớ các bạn đến độ phát điên. Cái điều thứ hai rất quan trọng để anh ấy nhớ các bạn, đó chính là đừng khiến anh ấy mệt mỏi với sự đòi hỏi yêu thương của các bạn. Con gái mắc một cái lỗi rất phổ biến là đòi hỏi yêu thương, rất thích đòi hỏi yêu thương. Mình biết tại sao các bạn lại đòi hỏi yêu thương, bởi vì các bạn đã từng được yêu thương, bởi vì các bạn là con gái mà, các bạn từng được theo đuổi, các bạn từng được chinh phục, các bạn thích sung sướng với cảm xúc như thế. Và rồi nếu mà người ta không như vậy nữa, các bạn sẽ buồn, các bạn sẽ đau, các bạn sẽ đòi hỏi. Và chính điều này vô hình chung khiến cho bạn mất sức hấp dẫn đối với người đàn ông. Chính vì vậy đừng bao giờ ngồi đấy đòi hỏi các bạn nhá. Đòi hỏi sẽ không có thứ mình muốn. Mình muốn cái gì mình phải khiến cho mình hấp dẫn để người ta muốn được ở bên mình. Các bạn ạ, không đòi hỏi. Những cái câu đại loại ví dụ như là anh phải quan tâm em nhiều, một ngày phải nhắn tin cho em mấy lần, tại sao rảnh không nhắn tin cho em, anh đang làm gì ở đâu, bật định vị lên để em kiểm tra. Đừng bao giờ làm những cái việc đó. Nó chỉ khiến các bạn mất đi hình tượng mà thôi, không có tư thế với những cái tình huống như vậy. Cho nên đừng bao giờ ở đó và là người đòi hỏi yêu thương. Cái điều số 3 mà các bạn cần làm để cho anh ấy nhớ các bạn đến độ phát điên ấy, đó chính là đừng nói câu nhớ anh ấy cho đến khi anh nói câu nhớ các bạn trước. Đôi khi nhá, ví dụ trong tình cảm của các bạn, hai bạn tình cảm rất là thắm thiết, thì đương nhiên các bạn nói câu nhớ trước cũng được, anh ấy nói câu nhớ trước cũng được, không sao. Nhưng ví dụ như tình cảm của các bạn nó đang ở trong cái giai đoạn sóng gió chẳng hạn, ví dụ anh ấy lại nhạt với mình một chút này, hay là tình cảm nó không có được nồng thắm như xưa, thì lúc đấy việc của các bạn không phải là ở đấy và suốt ngày nói là em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm. Đừng có suốt ngày nói như thế. Đã đến lúc dừng lại và để anh ấy là người chủ động nói ra câu đấy các bạn ạ. Bởi vì các bạn biết là việc các bạn cứ liên tục nói rằng em nhớ anh nhiều lắm, nó sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy nó không có được thú vị. Cái thứ hai nữa là họ thấy nhàm bởi vì nói nhiều mà, đúng không? Đấy, cho nên là cái bí quyết của chúng ta là có thể là trước đó các bạn đã có một cái giai đoạn mà hơi lạnh nhạt với nhau một chút, thì lúc này không phải là lúc mình cứ liên mồm mình nói là nhớ anh thật nhiều, mà hãy để cho anh ấy nói cái đó trước. Từ lúc đó mình hãy nói là mình nhớ anh ấy. Cái từ em nhớ anh ấy, các bạn ạ, các bạn có thể sử dụng, nhưng mà nếu các bạn sử dụng nhiều, nó sẽ không tốt. Nó sẽ không đạt được cái hiệu quả của nó. Nó thành nhàm. Cho nên là mình vẫn nói, nhưng mà hãy hạn chế cái tần suất của nó, để mỗi lần mình nói ra là người kia tràn đầy những cảm xúc được yêu thương. Đấy, cho nên là dùng ít mà chất lượng, còn hơn là dùng nhiều mà nó không có hiệu quả. Điều số 4 để anh ấy phải nhớ các bạn, đó chính là các bạn đừng bao giờ bắt máy hoặc trả lời tin nhắn ngay lập tức, ngay sau khi các bạn vừa nhận được nó xong. Nhiều khi các bạn bảo là đừng có làm giá quá hay là như thế này kia. Thực ra đây không phải là làm giá hay không, mình cũng không phải là mình kêu đến cái độ mà nửa ngày sau mình mới nhắn, mà mình không quá vội vàng. Không phải là ví dụ vừa gọi xong mình nhìn thấy cái số và mình ấn vào nghe luôn. Thế là người kia người ta sẽ nghĩ rằng ôi cô ấy không có việc gì để làm hay sao, cô ấy chỉ ngồi đây chờ điện thoại của mình thôi à, đúng không? Cho nên là đôi khi chúng ta nhìn thấy chúng ta mừng lắm rồi đấy, vui lắm rồi đấy, ôi mình đã chờ anh ấy gọi cho mình đã mấy tiếng đồng hồ rồi, hay là mấy ngày rồi, bây giờ anh gọi sướng quá, thế là mình bắt luôn. Thì không nên như thế, mình chờ một chút, mình đợi một tí, nó cũng phải chuông nó réo một tí đã, rồi mình hãy nghe, hoặc là đi nhắn nhắn đến rồi mình xem đã, mình xem một tí đã rồi mình hãy nhắn tin các bạn nhá, để anh ấy biết rằng ồ, không phải là cô ấy không có việc gì làm mà chỉ ngồi đây chờ mình đâu. À, cô ấy cũng có chuyện bận đấy. À, cô ấy nhìn thấy mình, cô cũng trả lời mình rồi đấy. Đấy, bằng cái cách đó các bạn sẽ tạo nên cái sự hấp dẫn.
các bạn nhé. Cái điều số 5 mà khiến một người đàn ông nhớ các bạn rất là nhiều, đó chính là hãy khiến cho người đàn ông được là đàn ông khi ở cạnh bạn. Được là đàn ông nó thể hiện như thế nào? Được là đàn ông nó thể hiện ở cái việc mà các bạn nói gì với anh ấy. Các bạn cho anh ấy có cảm xúc như thế nào khi ở cạnh bạn? Người đàn ông họ luôn luôn muốn là một người che chở, là một người có bản lĩnh đàn ông để làm cho người phụ nữ đấy hạnh phúc. Và nếu bạn bằng cách này hay cách khác, bằng cách nói, nhắn tin hoặc gọi điện hay nói cái gì đó mà khiến cho anh ấy thấy rằng anh ấy có khả năng để làm cho mình hạnh phúc, anh ấy có khả năng để làm cho mình vui, có anh ấy mình có được rất nhiều cảm xúc tuyệt vời, thì đó chính là khi bạn cho anh ấy được phép là người đàn ông ở cạnh bạn. Bởi vì anh ấy thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm của một người đàn ông, đó là anh có khả năng để bảo vệ em, để làm cho em hạnh phúc và để làm cho em sung sướng, đúng không? Cho nên đây cũng là một cái bí quyết để các bạn có thể có được trái tim của một người đàn ông. Mình lấy cho các bạn ví dụ về cái việc là khiến người đàn ông được là một người đàn ông ở cạnh bạn nhá. Ví dụ khi anh ấy nói cho các bạn một câu chuyện cười, hoặc các bạn anh ấy làm một cái gì đó khiến cho bạn vui, bạn nói rằng các bạn thể hiện một niềm hạnh phúc trào dâng, nói chung là cứ thể hiện đúng cái tình cảm của mình, nó thật tự nhiên vào. Và nói với anh ấy chỉ có anh mới có thể làm em vui như thế thôi. Thực sự là chẳng ai có thể làm em vui giống như thế được. Đấy, bằng cái cách đó anh ấy sẽ thấy rằng anh là người có khả năng làm cho em vui. Và anh ấy cái sự đặc biệt của anh, bởi vì em thấy rằng chỉ có anh mới có thể làm được điều đó thôi. Đấy các bạn ạ, đấy chính là cái cách mà các bạn làm cho người đàn ông cảm thấy đặc biệt. Một cái cách nữa để khiến cho một người đàn ông được là đàn ông khi ở cạnh bạn, đấy chính là khen anh ấy, khen những cái nó thuộc về bản năng của người đàn ông, cái bản lĩnh của người đàn ông á. Ví dụ người đàn ông của các bạn làm được một cái việc gì đó mà các bạn thấy hay, thấy giỏi, các bạn sẽ nói là ôi người yêu của em giỏi quá, người yêu của em là giỏi nhất. Ví dụ thế, nó rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Giống như là những cái em bé, các bạn, cái em bé nó rất là hay dùng những cái từ là bố mẹ là giỏi nhất này, mẹ là xinh nhất này, bố là giỏi nhất, là bố là tài nhất này. Đấy, tất cả những cái điều mà anh ấy làm được, bạn hãy thêm vào một câu là anh là giỏi nhất trong cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia, trong cái điều này, điều kia. Anh ấy sẽ rất thích đấy. Bởi vì suy cho cùng một người đàn ông chẳng có ai muốn là mình không thể làm được những cái chức trách của một người đàn ông cả. Đó là bảo vệ, đó là che chở, đó là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Đấy, các bạn nói cái gì mà cho người ta cảm thấy vui và hạnh phúc với những cảm xúc đấy, thì đó chính là khi người ta thực sự được làm một người đàn ông. Cái điểm số 6 để khiến cho một người đàn ông yêu và nhớ các bạn rất nhiều, đấy chính là hãy cho anh ấy biết rằng anh ấy là duy nhất và anh ấy là đặc biệt. Các bạn nói gì cũng được, làm gì cũng được, nhưng phải để cho anh ấy biết rằng anh ấy là người duy nhất trong lòng bạn, và anh ấy là một người vô cùng đặc biệt mà không ai có thể thay thế. Đừng có nói cái câu gì đó mà khiến cho anh ấy thấy rằng ôi anh cũng chỉ là một trong số vô vàn những người đàn ông theo đuổi em thôi, anh cũng không có ý nghĩa gì đâu. Đừng nghĩ rằng như thế là mình kiêu, là mình sẽ hấp dẫn trong mắt anh ấy. Đừng. Hãy cho anh ấy thấy rằng một khi các bạn đã yêu nhau ấy, hãy cho anh ấy thấy rằng anh ấy là đặc biệt vô cùng trong mắt bạn. Và chỉ có một mình anh ấy như vậy thôi. Anh ấy đặc biệt, không ai có thể thay thế được. Trong những lúc mà các bạn nhắn tin, trong những lúc mà các bạn nói chuyện, hoặc các bạn kể những câu chuyện khác nhau, hãy lồng vào đó những câu nói để cho anh ấy thể hiện, để cho anh ấy cảm nhận được rằng anh ấy là duy nhất trong lòng mình và anh ấy là một người đặc biệt, không một ai ngoài kia có thể thay thế. Ví dụ có một cái chàng trai đang theo đuổi các bạn, điều kiện cũng khá là tốt, cũng khá giàu có và đẹp trai. Có thể là người yêu của các bạn sẽ hỏi các bạn một câu là ồ nếu như bây giờ mà đang không yêu anh thì liệu em có cho anh ấy một cơ hội không? Những cái lúc như thế này các bạn đừng có mắc bẫy nhá. Mà ví dụ nói ra câu cũng có thể hay gì đấy là làm anh ấy tổn thương vô cùng, anh sẽ không thích đâu. Hãy nói thẳng vào vấn đề và nói rằng ôi anh ấy không là gì đối với em hết, anh ấy chỉ có anh mới là người duy nhất khiến cho em hạnh phúc, khiến cho em có cảm giác được yêu và thực sự làm cho em có cảm giác rung động và yêu mà thôi. Đấy, hãy cho anh ấy biết rằng ồ chỉ một mình anh ấy mới có cái đặc quyền đấy thôi, thì anh ấy sẽ rất thích. Các bạn nhớ nhá. Cái điều số 7 mà các bạn cần làm để cho anh ấy nhớ các bạn, đó chính là không bao giờ luôn luôn là người chủ động nhắn tin. Việc các bạn cứ nhớ người ta quá, xong rồi lúc nào cũng chủ động nhắn tin là một trong những cái điều nó khiến cho mình mất đi sức hấp dẫn, và người ta không có lý do để người ta chủ động với mình. Mà một khi người ta không có lý do để chủ động với mình, người ta sẽ không cảm thấy hứng thú. Các bạn hiểu không? Cho nên là bây giờ phải đặt cho mình một cái tiêu chuẩn. À, mình cũng có thể chủ động nhắn tin cho anh ấy bởi vì anh ấy cũng là người mình thương, là người mình yêu, là người yêu của mình, đúng không? Nhưng không phải lúc nào cũng là mình chủ động. Nếu các bạn đã thấy rằng mình đã chủ động quá nhiều thì hãy dừng lại, để anh ấy thấy rằng anh ấy cũng cần là người chủ động trong cái mối quan hệ này, chứ không phải chỉ có một mình thôi. Các bạn nhớ nhá. Hãy nhớ là không bao giờ chủ động quá 2 lần. Không bao giờ chủ động quá 2 lần là người chủ động nhắn tin cho anh ấy. Hãy để cho anh ấy phải chủ động nhắn tin cho mình. Cái điều số 8 mà các bạn cần có để thu hút một người đàn ông và hấp dẫn vô cùng với một người đàn ông khiến anh nhớ các bạn, đó chính là hãy là một cô gái có những tiêu chuẩn và bước đi trên con đường hạnh phúc của các bạn. Các bạn cần phải biết là cái con đường hạnh phúc của các bạn nó có những cái tiêu chuẩn gì, các bạn đang đi trên con đường như thế nào.
Khi mà các bạn đã có cho mình những cái tiêu chuẩn trong tình yêu ấy, ví dụ các bạn sẽ biết là mình sớm muộn gì cũng phải sẽ có hạnh phúc, và mình sẽ có hạnh phúc với một người đàn ông biết trân trọng mình. Đấy là cái con đường của các bạn. Thì dù tình huống có như thế nào, các bạn cũng luôn luôn đi trên con đường đấy. Và các bạn biết rằng sớm muộn gì các bạn cũng sẽ có hạnh phúc thôi. Các bạn sẽ không bị hoang mang, các bạn sẽ không bị lo sợ, các bạn sẽ là người độc lập. Và khi các bạn có một cái tư thế như vậy, người đàn ông người ta sẽ thấy rằng người ta thoải mái. Người ta càng thoải mái, người ta càng thích ở bên bạn hơn. Người ta cảm thấy rằng ôi, cô ấy không phải là gánh nặng của mình. Không phải là, ôi, ví dụ không có mình thì cô ấy buồn, cô ấy chán, cô ấy không chịu được. Xong lúc nào cô cũng phải có mình cơ. Thì người đàn ông đôi khi người ta sẽ cảm thấy rằng ôi, mình cứ như bị kéo lại và mình, và cô ấy cứ phụ thuộc vào mình quá. Thì người ta sẽ không thích cảm giác đấy. Người ta càng làm người ta thoải mái bao nhiêu, người ta càng thích ở bên bạn bấy nhiêu. Cho nên hãy làm một cô gái có những tiêu chuẩn trong tình yêu và bước đi trên con đường hạnh phúc của các bạn. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ là mình yêu cái anh này thì bắt buộc là anh ấy phải đối xử tốt với mình và mình phải cười anh ấy. Không thì mình chết mất, bất kể anh ấy như thế nào mình cũng phải chấp nhận, vì mình đã yêu rồi, mình sẽ sống đến cuối đời với anh ấy thế này kia. Đừng nghĩ như thế. Các bạn phải nghĩ như thế này này. Mình có con đường hạnh phúc của mình. Mình đi theo cái con đường hạnh phúc đấy. Trên cái con đường hạnh phúc của mình ấy, có những người phù hợp với những cái tiêu chuẩn của mình, người ấy sẽ được phép đồng hành cùng mình trên con đường hạnh phúc. Còn nếu không, có lẽ là người ta sẽ phải bước ra. Chứ không phải là lúc nào hay đối xử thế nào với các bạn cũng có thể được ở trong cuộc sống của các bạn đâu. Cho nên hãy chuẩn bị sẵn cái tinh thần đấy. Đừng bao giờ sợ mất người ta. Hãy để người ta phải sợ mất các bạn. Hãy để người ta phải khao khát và để chiến đấu để được bước đi trên cái con đường hạnh phúc cùng với bạn, đồng hành với bạn trên con đường hạnh phúc đấy. Cho nên để có được điều này, hãy làm một cô gái có tiêu chuẩn. Các bạn phải biết rằng mình sẽ hạnh phúc với một người biết trân trọng và yêu thương mình. Mình sẽ có một tình yêu đúng nghĩa. Nếu các bạn làm được điều này, kiên trì với con đường này, người đàn ông đấy sẽ phải đi theo bạn nếu anh ấy muốn có một hạnh phúc tuyệt vời với cô gái vô cùng tuyệt vời, đó là bạn. Cái điều số 9 mà khiến cho anh ấy cực kỳ nhớ các bạn, đó chính là hãy nhắc về những thứ mà anh ấy làm khiến cho bạn thực sự hạnh phúc. Khi mà yêu nhau hoặc là quen nhau, các bạn sẽ luôn luôn có những cái kỷ niệm đẹp. Và đặc biệt là cái giai đoạn mới yêu nhau hoặc là sau khi yêu nhau rồi, các bạn có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Thỉnh thoảng đôi khi đừng quên nhắc đến những kỷ niệm đó, và đặc biệt nhắc đến cái điều mà anh ấy từng làm mà khiến cho bạn rất hạnh phúc ấy. Nó sẽ khiến cho anh ấy lâng lâng với cái cảm giác ôi, chính mình là người đã từng làm cho cô ấy có cảm xúc thăng hoa đấy, hạnh phúc đấy. Anh ấy sẽ sung sướng và anh ấy sẽ, một, anh ấy muốn làm nhiều hơn những cái điều đấy. Hai, anh ấy cảm thấy hạnh phúc và gợi nhớ anh ấy về những cái cảm xúc tuyệt vời các bạn đã từng có với nhau. Ví dụ anh ấy đã từng một lần cố tình gây bất ngờ cho bạn, xuất hiện trước cửa nhà bạn với một món quà thật là lớn, đã làm cho bạn hạnh phúc và nhảy cẫng lên với cái niềm vui như thế nào. Một thời gian sau mình có thể nhắc lại về cái kỷ niệm đấy và cho anh ấy thấy rằng ôi, anh có biết không, hôm đó, cái hôm mà anh tặng em món quà và đứng trước cửa nhà ấy, em cứ nghĩ rằng em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Tại sao trên đời này có một người đàn ông có thể có khả năng tuyệt vời như thế. Ví dụ như vậy nhá, đây là mình nói. Ví dụ là có một cái tình huống mà anh ấy đã từng làm cho bạn hạnh phúc đến thế, hãy nói cho anh ấy biết, gợi nhớ về nó. Lúc đấy anh sẽ tưởng tượng, ôi đúng cái ngày hôm đấy mình đứng trước cửa nhà cô ấy, xong rồi cô ấy cười, xong cô ấy nhảy lên mình vui như thế nào. Cuối cùng lại thành nhớ các bạn quá, lại muốn là ôi hôm nay mình phải đến gặp cô ấy luôn, để ôm cô ấy, để hôn cô ấy, để tận hưởng những cảm xúc hạnh phúc mà chúng ta đã từng có đó, đúng không các bạn? Điều số 10 mà các bạn có thể làm để anh ấy nhớ các bạn, đó chính là hãy dễ thương như một em bé. Có quá nhiều thứ các bạn có thể học được ở một em bé để trở thành một cô gái dễ thương. Đừng nghĩ rằng mình nhiều tuổi rồi thì mình không được dễ thương. Đừng có cái suy nghĩ đấy. Trong mắt của các người các bạn yêu, các bạn lúc nào cũng có thể là những em bé. Nhưng phải là một em bé có chủ đích. Không phải chúng ta trẻ con đến cái độ mà chúng ta không lo được cho cuộc sống của mình ấy, chúng ta phải cần người ta lắm, không phải thế. Ứng xử giống như trẻ con, một cách có chủ đích để dễ thương. Các bạn hãy có chủ đích với nó, chứ mình không thảm hại với nó. Mình không thảm hại là cái người mà ôi không thể làm chủ cuộc sống của mình được. Mà ở đây mình dễ thương có chủ đích. Mà cái sự dễ thương học được rất nhiều của các em bé. Ví dụ các bạn có thể nói những cái câu gặp người yêu, có thể nói là em thích anh Thơm ở đây cơ, Thơm ở đây cơ. Hoặc là khi đi trên đường nói là thích anh nắm tay em đi cơ, thích anh nắm tay em phải đi trên đường cơ. Ví dụ thế. Những cái điều mà trẻ con nó hay làm mà khiến cho người lớn phải chiều ấy, các bạn có thể học. Nó không phải vì các bạn quá trẻ con, mà vì các bạn đủ trưởng thành để dễ thương như một em bé. Đủ trưởng thành để biết rằng mình dễ thương như vậy là mình có chủ đích của mình đấy. Các bạn hãy làm như vậy. Cái điều số 11 để người ấy nhớ các bạn, đó chính là hãy vượt qua cái nỗi sợ không có người đấy ở trong đời. Bởi vì mình biết rằng khi các bạn nhớ một ai đó, đặc biệt là khi người ta lạnh nhạt với các bạn hoặc người ta đã không quan tâm đến các bạn nhớ người ấy rất nhiều, thì các bạn sẽ có một cái lo lắng, đó chính là mình sẽ mất người đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải học cách để đối mặt với nó. Một khi các bạn có cái tư thế mà bạn không còn sợ mất người ta nữa,
các bạn sẽ có một tư thế rất tốt và sẽ khiến người kia người ta cảm nhận cái sự hấp dẫn của các bạn và tình cảm của các bạn sẽ lại thăng hoa. Nhưng nếu các bạn không khống chế được cái nỗi sợ này, các bạn cứ tiếp tục sợ, thì dần dần cái nỗi sợ nó sẽ khiến cho các bạn thảm hại. Tư thế thấp sẽ không hấp dẫn. Vì vậy, làm sao để đối mặt với cái nỗi sợ? Đối mặt với cái nỗi sợ bằng cái việc là hãy chuẩn bị sẵn tinh thần mình đến với cuộc sống của người đàn ông này để cho anh ấy hạnh phúc, để làm cho anh ấy hạnh phúc. Nếu anh ấy hạnh phúc, nếu anh ấy biết trân trọng những cái điều mình đang làm đây, mình sẽ vẫn, và ngày nào anh ấy còn xứng đáng với những điều đó, mình sẽ vẫn tiếp tục làm điều đó. Nhưng một ngày nếu mình thấy rằng ôi anh không yêu mình, hay anh ấy có người khác, hay bất kỳ điều gì đó mà nó dẫn đến cái trường hợp là có thể mình sẽ không có anh ấy trong đời, thì mình cũng biết rằng à, cái sự tuyệt vời này của mình, những cái cống hiến này của mình, thì có một người tuyệt vời hơn đang chờ mình ở phía trước và cần những cái điều đó hơn, quan trọng là tuyệt vời hơn cái người này. Các bạn phải có một tư thế như vậy, các bạn mới là một người hấp dẫn được. Cho nên phải vượt qua cái nỗi sợ không có người đó trong đời các bạn nhé. Hãy tin tưởng điều đó, tin tưởng là nếu người này không hợp với mình, sẽ có một người tuyệt vời hơn đang chờ mình ở phía trước. Có thể các bạn chưa nhìn thấy, nhưng các bạn sẽ nhìn thấy. Và cái điều số 12 nó khiến các bạn hấp dẫn vô cùng với một người đàn ông, đó chính là hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc và có ý nghĩa, dù cho có người đàn ông đó hay không, dù cho không có bất kỳ một người nào đi chăng nữa, các bạn vẫn là một người hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc của các bạn nó đến từ trong tâm của các bạn, nó đến từ cái tư thế của các bạn, nó đến từ cái cách sống của các bạn, cái lý tưởng sống và cái ý nghĩa cuộc sống của các bạn. Nó khiến các bạn sống một cuộc sống rất hạnh phúc và có ý nghĩa. Từ đó, người đàn ông kia người ta sẽ nhìn thấy điều cái sự hấp dẫn đó ở các bạn. Người ta thấy các bạn không phụ thuộc, thấy các bạn tự mình làm cho mình hạnh phúc. Những cái nguồn năng lượng tuyệt vời đó, người ta muốn rằng à, mình bước vào cuộc sống của cô ấy để mình cũng có cái nguồn năng lượng như vậy. Để mình bước vào cuộc sống của cô ấy, cô ấy sẽ truyền cho mình những nguồn năng lượng tuyệt vời đó. Đấy, đấy chính là sự khác biệt của một cô gái hấp dẫn và một cô gái không hấp dẫn. Một cô gái không hấp dẫn là buồn, là chán, là bi quan, là bi thương, tích tẩy cảm xúc tiêu cực và người ta nhìn thấy người ta chán quá, người ta chạy. Các bạn ạ, còn một khi các bạn tự làm cho mình hạnh phúc, vui, người ta thấy là ô, mình muốn ở trong một cuộc sống như thế, một cuộc sống tràn đầy những nguồn năng lượng tích cực, niềm vui, lạc quan và yêu đời, đúng không nào? Và đó chính là những cái bí quyết của mình chia sẻ với tất cả các cô gái để các bạn có thể biết cách làm thế nào để anh ấy nhớ các bạn thật nhiều. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích những chia sẻ của mình, đừng quên nhớ vào like, subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.